Ô chị nói ơi, nhà mình đợt này em thấy hết xe sang hay sao mà lại về cả cái dòng xe chấm nhỏ đấy cơ à? Con này chưa đủ sang hay sao? Con này nhìn là cảm giác là xe gì nhỉ? Xe gì à? Đấy, nhìn cái đầu xe đấy. Đấy, cái đầu xe đấy, biểu tượng này. À, con này Solata à? Không, không phải Solata, biểu tượng này Hyundai nhưng không phải Solata mà Hyundai Elantra. Hyundai Elantra lần đầu mua về salon luôn. Thế là chả lạ đúng không? Con này đời bao nhiêu vậy chị? Mỗi xe này đời 2014 nhá. À, 2014. 2014 số tự động, động cơ nhỏ xíu đây. Bác nào mà có nhu cầu muốn mua chiếc xe về chạy dịch vụ xe hoài thì con này hợp lý này. À, đó, 2014 mình là hình như con này nó là nhập khẩu ấy, đúng không? Đó, đúng rồi, nhập khẩu mà. Nhà mình chuyên cái dòng hốc xăng thì lâu lâu lại về có một con chấm nhỏ này. Đấy, nhìn chưa? Số tự động à? Số tự động đều đổ start top luôn. Ui mà con này em hỏi thật, con này giá bao tiền ấy? Ui, giá hợp lý mà, có 380 triệu. 380 triệu? Ừ, 380 triệu một chiếc xe Elantra 2014 số tự động nhập khẩu, nhìn chưa? Nội thất ra theo xe. Xe nội thất của nó nhìn vẫn đẹp này. Xe con này có chạy taxi không chị? Không, không chạy taxi, xe chuẩn chất gia đình luôn. Đấy. Nếu mà bác nào bây giờ muốn mua một chiếc xe về chạy taxi thì mua chiếc này hợp lý này. Đấy, vì chấm nó nhỏ mà. À, con này máy mấy chấm mà chị? Con này máy chỉ có hơn một chấm thôi, hình như chấm 4, chấm 6 à, chấm 6. Đấy, nhìn chưa? Quanh tầm dưới 2 chấm là, chạy taxi hợp lý. Hợp lý mà. Con này nhưng mà con này là chuẩn xe gia đình, không chạy taxi gì đâu đúng không? Không, không chạy taxi dịch vụ gì luôn. Đó, nhìn chưa? Không chạy taxi, nhìn thấy cái vô lăng bên này chứ chạy nó bọt hết ra rồi. 380 triệu. Ừ, 380 triệu thôi một chiếc xe Hyundai Elantra nhá. Màu trắng luôn. Màu trắng này thì hợp với dịch vụ xe hoa còn gì nữa đúng không? Mà đó, cái form dáng này form nhìn dáng nó cũng không thể thao phết đấy chứ đúng nhỉ. Thời mà đời cũng không phải quá thấp, 24. Đó. À. Giá bao hồ sơ vận chuyển đi chứ? Giá bao rút hồ sơ vận chuyển Bắc Nam luôn.